Chào các bác nhé. Như vậy là cái khâu mài lưỡi dao của em đã hoàn tất rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một vài bước nữa trước khi là mình ship hàng này đến khách nhé. Ok, đây là cái lưỡi dao bút thép M390. Thì nó đã được mài rất là mỏng, mỏng như kiểu dao cạo râu. Khá là bén này các bạn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Thì con dao này em sẽ đánh bóng lại một chút và hoàn thiện lại tất cả các cái bộ phận khác trước khi ship hàng đến khách. Thì trước khi ship mình đều kiểm tra kỹ, bởi vì trong quá trình mình làm, mình mài các kiểu này, nó sẽ có những cái phần nó sẽ bị lỗi nhỏ, mình phải khắc phục hết những cái lỗi đấy trước khi mình gửi hàng đến khách. Thì khi gửi hàng đến thì sản phẩm bắt buộc nó phải là hoàn hảo nhất. Những con ốc, con yếc này nó phải không phải vặn chặt này, không bị long này. Này, những con ốc này trong quá trình mình gia công ấy, mình không vặn chặt luôn để mình gia công cho nó dễ. Thì sau khi mình hoàn thiện con dao rồi, lưỡi bén rồi, thì mình sẽ phải hoàn thiện lại, vặn chặt lại các con ốc đấy. Đây là lưỡi dao M390 nhé, rất là bén.